lùm cô cầm được buồn sang lên bình gấp khắp yên để cầm lăng hạt trăm đô rút lại để hội này mới sang đô rút Việt Nam ấm được buồn sang hạt bình gấp à có thôn đầy bầu lục cái chú thì gạo lúp lự bị trồng chai nếu buồn sang thì xã quyết tiến cơ triết quan bạ chà Hà Giang bị tụ ư nên yêu cả xếp cơ duệ na po nên lệ duệ na pu y bìm lý hẹn tụm nên yêu lộ đi màu bộ y âm ồ ta bầu y không ai cứu thật là cái mừng nuôi pu y ý bắt xem màu cây cờ đỏ gờ cờ đỏ bậc nhằm cờ đỏ anh em nhì lệ nần màu bro nguyệt bro nhị âm ồ ta kèn là lệ nần đỉnh buột tụm cây mừng nuôi pu y màu lúc cây hừng ta bứt hồng lúc anh em ác thì ngột cây ếch mây thầu cả nga cây khập hiện tên cụ này đề cập lăng cơm nách mầm nuôi bộ y kẹp yo cái trap kru thà ra cái mừng dự nà bộ Clay hát tiếp cái tang rồng răng, đun clay nụm yap mừng khnoa hát tiếp tara kre, nhu kama làm bản làng, chăng bim li hẹ đun khnoa phèn đưa mà đắp mừng nuôi bụi. Mình ta, khnoa hát tiếp bị đảng đập nân, hlắc hát đó gần, jean hẹ clay bị cái đơn, chăng dạp béo đun khnoa kru tara kre mừng nuôi đắp. Vì đun chùm nuôi thông như đun miên hàng mùi dưới nạp bồ. Lẽ nên, ở đồ đun chùm nuôi thâu cơ khnoa phèn nuôi bụi, lạ nít, xe xì ấm miết. Ngủ khởi phượng miệt phượng sẽ chôm được cái xem lăng khôn hòa cổ thả cái hình an tị lụ nẩm lương xác quyết tiến hế bê hâm kra khôn hòa hà tiệp núi miệt cự ngạ bọa bèo cái xem lăng cái trạp cổ thả cái mừng dưỡi nà bụi y lắc thôn nê bê sẽ bắn lũ khôn hoang chân ngay bạt bởi ý mứt lệ đần lệt làn hên cổ chung chạy đuôm là bộm tả miệt là khảm mắt biện ta nâng nào không kèm ác lại đàn hợp hờ sức mịt cơ giật lia cơ hợp vui đưa mừng dưới nạp bộ. Cái khoảng 300 năm gì đó chúng ta ở bên phía Bắc đi cư sang, nước này gọi là nước Khăn Nam. Ni này kèm lòi tủ thân tính na tư rỡ đuôi rìa phạ là chà rạ à nam hôm nay đuôi nào tỷ này bố hụt liệt cầm rừng prong ca mò lằn lọ mà phúc khoam tuần giật liệt cô hòa ta tình na tư rợt lẹ cả nạp đây ông mò lằn lọ mà xin hãy rìa tỷ này tỏa bừng mà nghe nụ cười là tốt lệ cảm rằng nụ dự bẹp này phun hiệu tỏa ở nụ lần tụ chinh mẫu bẹp nụ bụ y hát tiếp tì tỏa chà ra lại châu lệ nền lào cai hế ngô mì tì tì tùm cơ triệt quán bạ bẹp hát tiếp ta sẽ đi mô bụ y hề trúc tì này nhấp nụ có nông chữ lệ cảm rằng sai à tỏ tiết tì cơ lệ chả rùm gai lăn lọ mà ta lại lâu rụm tầng bực sạc lạ buôn mất hông khóa cổ thả ra cách dưới nạp bộ gần gào đúng cây ở một mỏi chắc nơi bộ y kênh mình kram chiến ma rụm tầng bực sang tì kinh lằn này đúng cử lý nục xây nhà dựng cửa bám trụ lấy mảnh đất này từ đời này sang đời khác. Dưới nà bộ y màu khó nọ phèn hát tích ta chinh lũ văl yếu ả tê bị chạy kèm. Xét trúc cơm ạc tít ả mò tác có sang màu bró, xin nên ý lưu tì cơ bị rù bró. Tì cơ rụm tân bực sang hóa xì khó nọ phèn tê, hồng lau cơ phục sang. Làm nên dùm phà nê tì cơ phục tì krá màu giáp nốc giang ấy tì mì mà. Gần gào bẻ tủ thôn hợp bụi đường sang tì lăn xe xì clay bì đắc cơ khôn hòa tiếp lê thuần lan mừng dưỡi nà bụi
Tí hong cà trọc cho ôm sạc sư mừng dưỡng nà mông, à mô ta, clay ôn xem mừng dưỡng nà thái. Trang phục truyền thống của người phụ nữ dân tộc. Cà trọc cho ôm đưa mừng phùm nìa bụi, vì ta clay bật xem lên anh em ngàm sạc sư. Áo có viền hoa quanh cổ, từ đằng sau. Áo, màu cà trôi, dìu quỷ áo, mừng rồng phở nắp. Bác áo, màu chích cơ vàng côn, màu ngà bỏ đách rụp giả rùi chăm xe hồng bộm gỡ côn, màu cầm chiên hồng lên nuôi cơ ngầm e chăm. Phụ nữ Puyi còn đeo trước ngực một chiếc áo tạp dề. Phép bìm xem cơ gặp chút ổ dưỡng nạp bộ, phùm nìa Puyi lọ dùa tịa nập đà ta chiên cây bìm xem. Bất cứ ai đối diện. Hình ảnh người con gái Puyi mặc trang rúp xem mừng phùng nia Puyi chút ô biết hồng bục lông bỏ tí chọn có lại nên đoam nà chèm nhằm bì đá lách lại bật xem đê ca hồng dưới nàm cắn. Bích Hồng Amit Phượng, Sơn Amit Dương Đức Khoan, Dương Lê Sa làm tâm nuôi ở đục bì măng bìm la ra khóa cửa bật xẹp dưới nà. Mừng thuần đòi bỏ cửa chú, sập lự tùm mự hẹ đình bộ, mừng bra rụ mực ra trùm ra cửa đe mừng dưới bẹt tì tài nguyên. Amit Khoan phun ngập rõ chi bỏ ra cửa dưới nà bộ y. Phía hôm cửa rụi hạt trùm ra này, ám dọa xa đòa rụi ốc. Khăn tư lấy hạ trận miệt khoan một cảm chiếc. Bất hồng cây phần chào cả nít. Amit khoan cơ xiêm bỏ ra chi. Amit phượng cơ xiêm cơ cây mùn hào hừng thả ra kết. Bị miệt sán cơ xiêm cơ cơ nọt phèn cây ngài dạng ả tía mực dưới nạ. Biển ta ra này miệt sán lẻ lút. Cơ nông ảnh thuộc mạng miệt phượng lẫn ảnh miệt khoan. Cơ nông hồng cây bí măng. Bìm là ra đấm khu nạc rủ thả ra kết bắt xiêm mực dưới nạ bộ. Bí măng cơ nên yêu dưới nạ bộ y đầm lục rai. Thứ nhất là để giữ gìn tiếng nói của người dân tộc. Thứ hai là hiện nay tàl xa lẽ kẹp béo kẹp lụ mực dưới na tàl tòa lẽ chẳng cấp phủ đẽ rạ này thầu sang kẹp lụ bứt thòng kẹp Việt nhiều tiếng không dùng đến cho nên tôi mới cố gắng viết lại những cái từ điển này để cho họ ôn lại xem lại câu kia cái tên chỉ béo, bảy cái tí cỡ hầm blu, tôi loe phụ miệng hòa khoam tuồn đâm, chẳng dạ béo, cây blu đầm lụi dài. Giữ gìn tiếng nói để tiếng nói khỏi phải mai một đi. Mít khoan, loe ngã cây mình lần, hong cây kia cái tên lại đần cây cái đằng gần cao tâm blu thun. Đôi hiu lại đần chỉ béo làm hạt rụm ả, tôi đặt này amit chỉ béo hay bé. Lâu bò đoài tốt lệp lụt dưỡng nạp bộ y. Một cả trùm hạt này ấm dội lý ốc gỡ đẹp làn sản ác giang rồi dạ hiệu sắp bọc ả ra tươm lầm cơ tổ ao. Sẽ bẹ kê đoạc bộ mà ra màu chí lầm ả ra lệ nên bà vết chí lầm hạt trùm hạt hôn kê này nhu đẹp làn ấm dội lý ốc. Mệt phượng lệ nên ở mệt khoan hong cây bì măng bìm la ra khôn hoa cừu thả cây bắt xem mừng duệ nạp thun tuệ bộc lộ hủy ma ở mệt phượng chim cà hạt rụm ra khôn hoa cừu thả cây nuôi bầu y hong cây bì măng dạ béo khôn hoa cừu duệ nạp bô chi béo cây nụ cười đầy tuổi rem.
vẫn nghe siêu luôn. Có thì có, bây giờ chỉ mong làm thế nào giữ được bản sắc văn hóa dân tộc thôi. Bây giờ thì tôi đã in được cuốn sách này rồi. Bị măng xin bệnh ạ, dạ biết con hoa cửa thả ra cách dưỡi nà. Cầu chim kra hạt rùm hạ, cơ con hoa phèn dưỡi nà. Giáp mạ, lầm sang cầu mối mạ dưỡi nà. Bây giờ chỉ làm thế nào giữ được, mà bây giờ có nguy cơ rất lớn. Không biết làm thế nào giữ được này. Phúc đẹp đã nên tô kè phổ thông ấy lâu. Lẽ nên hát em kè phổ thông viết cơ sang blu hâm hâm kè dụy nà bô. Vì hôm blang kè phổ thông bữa lúc căn thâu bình chỉnh lại. Bất đồng với nhau nên phải dùng tiếng phổ thông. Nói cửu thật ra kết nối bụi y bắt xe mì tì mì một lệ cà tọa cửa công. Cà tọa nhằm nàl, hồng lúc lệ cà tọa mụn đùm màu bộ nguyệt, bộ nhị ở màu tác kèn là lệ đần đỉnh buốt. Đúng lệ mụn bụi y màu lùm tà lệ hừng tác, cơ lệ hợp ác, lệ nỉnh ngột, lệ ếch hâm mây, lệ thọc ở Nga, lệ khắp hạ yên. Nên nhớ, đúng lệ mụn có dòng được buôn sáng tự chạm chinh, lệ đần hừng tác lạc tìm tùm bộ sổ lạ. Quay quần bên nhau. Di chàng tung kle mụn đùm màu chuối rèm tung kli nút hong kle rèm sập lũ có dọn nên mớ gỡ từng lũ trái. Đúng thuần lệ cao, lạc cư lực kìa bèo, đúng khu nạc cụ thả kết vật xem dưới nà. Ở biết phượng lệ nâng mịt khoan nà nào luyện biết hòng bọc bổ khắp chăng, cơ khu nạc cụ thả kết, cây bụ mừng dưới nà bù y, đâm lịch rai lùi thuần lăn. Đây thực sự là những nỗ lực. Này giấc lệ kìa tươn bụm nỉ đi, biết măng nạp đô, mịt phượng ở mọi tác mịt khoan, mà ra ở mô lìa chăn ố, làm bọc kìa bèo lệ nâng tìm là khu nạc cụ thả kết vật xem mừng dưới nà bù y. Là điều cần thiết và chính đáng hơn bao giờ hết. Lệ nên tung kề 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 tên mừng chi tọa miết mau phục anh đặc cho duyện nà po tôi hem lệ nên kề béo kề blum nuôi pu y cười nụ cười đây. Tiếng nói của dân tộc pu y cho thế hệ mai sau.